À, hay là bao năm qua Khải Hoàng không cho em đến dự sự kiện lớn của công ty? Không có đâu. Lúc trước đi đâu anh cũng dẫn em đi cùng hết á, nhưng mà em không có thích cho nên là sau này anh không có nhắc lại nữa. Sai lầm. Hả? Đây là quan điểm sai lầm của phụ nữ Việt Nam. Ai cũng nghĩ là lấy chồng sinh con rồi thì coi như xong, không quan tâm gì tới hình thức, quần áo không, trang sức không. Đến khi chồng chán, chồng bỏ rồi mới thấy mình dài. Anh Hoàng không có như vậy đâu. Anh rất là có trách nhiệm với gia đình. Trách nhiệm đến đâu thì nó cũng là thằng đàn ông thôi. Không ai nói trước được chuyện gì hết, nhất là ở bên ngoài có quá nhiều cạm bẫy. Nghe lời anh đi, từ ngày hôm nay em phải chăm chút, phải tân trang nhan sắc của mình, phải sống cho mình một chút chứ. Anh thấy sao? Anh Nghĩa. Anh thấy làm sao? Có được không? Đẹp. Đẹp lắm. Yến à. Dạ. Anh muốn em mặc đúng bộ đồ này, em cùng với Khải Hoàng đến dự lễ nhận chức của anh được không? Wow. Như vậy thì anh Hoàng sẽ rất là bất ngờ và vui đó. Đúng. Anh nghĩ ngày hôm đó sẽ là một ngày đáng nhớ. Anh thấy làm sao? Bộ này có hợp với em không? Cũng được. Nhưng mà em đi mua đồ với ai vậy? Giờ ở đâu? À, em đi với Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc? Dạ. Em có chắc là đi với Mỹ Ngọc không?